Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen ngợi những kết quả, thành tích mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp và các cơ quan có liên quan đã đạt được trong thời gian vừa qua, và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các địa phương và tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thưa quý vị, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng ngày 7 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức buổi tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tới dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Để chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm sắp tới, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đại diện cho gần 33.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động toàn quốc đã nỗ lực cố gắng luyện tập không quản ngày đêm, khắc phục khó khăn vất vả, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại buổi tổng duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã huy động hơn 100 xe đặc chủng, ra mắt hàng loạt trang bị khí tài hiện đại phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phô diễn nhiều động tác võ thuật đẹp mắt, chiến đấu hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tập hợp các phương tiện đặc chủng hiện đại và nhiều nhất từ trước đến nay. Gian không bị cắt đứt bởi hải thành đào, người chiến sĩ quá nặng hàng trăm kg trên một.